Vừa qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức lễ công bố xã Phúc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, xã Phúc Sơn đã đạt 19 tiêu chí. Nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ. Nổi bật nhất là đã thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát, tổng số là 77 nhà. Đến nay trên địa bàn xã không còn nhà tạm, rột nát, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định là 99%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt 36,17 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 8%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 62,3%. Thời gian tới, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững và nâng cao các tiêu chí, đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác, cũng như cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã được khen thưởng.